Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio. Số điện thoại của bên em là 0988646683. Thì thưa các bác là hôm nay thì đó là một cái video mà test hàng trước khi mà gửi đi cho khách hàng. Thì cái đơn hàng hôm nay là gửi cho bác khách là Bùi Văn Hải ở bên địa chỉ là Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Thì bác ấy có đặt lấy ở bên em là một cục đẩy công suất 4 kênh, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio. Và sản phẩm chính ở đây thì em đã tháo ra và em đang lắp ở kia để test chất âm cũng như là giới thiệu cho các bác. Thì đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm. Thì trên cái bao bì đóng gói của sản phẩm này thì em sẽ đọc cho các bác một số những cái thông tin. Thì đây là do là hàng nhập khẩu, thành ra nó sẽ có cái phần tem phụ ở đây. Và trên cái phần tem phụ là chúng ta sẽ có thứ nhất là cái thương hiệu là PS Audio, và thứ hai nữa là cái mã sản phẩm là con SLA 4.15. Các bác lưu ý hộ em là cái mã sản phẩm là SLA 4.15. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin về phần kích thước và phần kinh lặng, cân lặng ở trên cái bao bì này. Và sản phẩm chính ở đây thì em đã đưa ra ngoài. Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Các bác thấy đây là những một loạt những cái dòng cục đẩy công suất là 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh của rất nhiều những cái thương hiệu khác nhau. Và bên này là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn, mic có dây. Ở đây các bác sẽ thấy đây, em sẽ quay qua một lượt những cái dòng sản phẩm, đi qua một lượt những cái dòng sản phẩm ở bên em. Ở đây là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài này, ở dưới là những cái dòng vang cơ, vang số này. Ở bên đây là những cái hệ thống mà đầu màn của rất nhiều những cái hãng khác nhau, Việt KTV, Việt KB TE, Ogara, Halet, rất là nhiều những cái hãng. Và đây là những cái tiếp là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn. Ở bên đây là những cái dòng của PS Audio các bác nhé. Thì bên em là bên đại lý phân phối của PS Audio và của DB Acoustic cũng như là một số hãng nữa. Thành ra là rất nhiều những cái model khá là phục vụ các bác. Các bác thấy đây là những cái dòng mà loa full rồi loa sub. Phía đằng kia là tiếp là những cái dòng mà thiết bị vang cơ, vang số cũng như là thiết bị đầu màn chọn bài, những cái dòng mà loa full, loa sub kép của PS này, và những cái dòng bàn mixer, có rất là nhiều những cái model đấy ạ. Và kho hàng ở bên em ngoài này thì cũng còn có rất nhiều những cái model hàng khác để phục vụ các bác ở trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì để các bác biết được là bên em là đại lý phân phối. Ở đây các bác thấy là đây là những cái dòng loa full của PS Audio các bác nhé. Và quay lại cái vấn đề đó là cục đẩy công suất 4 kênh, mã hàng đơn gửi cho một cái bác khách là bác Phước ở bên Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Thì thứ nhất là con đẩy này là con đẩy 4 kênh công suất, và đến từ thương hiệu là PS Audio, và mã sản phẩm của con này là SLA 4.15. thì cái sản phẩm chính ở đây thì em đã đưa ra ngoài, và đây em sẽ cho các bác xem một số những cái thông tin. Thứ nhất là cái con này với cái máy cái sản phẩm không thì nó đặt lên cân và nó rơi vào tầm khoảng 14 kg các bác nhé, 14 kg. Và ở đây thì các bác sẽ quan sát hộ em là phần kích thước của con này thì nhìn trông nó rất là nhỏ gọn. Thì tại sao thì lại cân nặng của nó lại là nhẹ cân, và thứ hai nữa là phần kích thước thì nó lại nhỏ gọn? Vì cái nguyên nhân ở đây đó là một con đẩy này là con đẩy là công nghệ đời cao, và nó sử dụng cái mạch khuếch đại là mạch lát D, và cái nguồn sử dụng ở đây nó là cái nguồn sung các bác nhé, nguồn sung, và nó sử dụng là cái nguồn sung. Thì với ở trên thị trường và đối với những cái dòng cục đẩy công suất thì nó sẽ có hai cái dạng nguồn chính. Thứ nhất là nguồn cơ, là nguồn xuyến, là sử dụng những cái lớp dây đồng quấn lên nhau. Thì với những cái nguồn cơ, nguồn xuyến như vậy thì cái kích thước cũng như là cân nặng thì nó sẽ vượt trội so với những cái dòng đẩy khác. Và với những cái con nguồn cơ ấy thì là cái nhược điểm của nó là sử dụng với cái nguồn điện, mà ví dụ như nguồn điện yếu quá thì nó sẽ không đủ để đáp ứng cho mạch công suất làm việc, thì thành ra là đòi hỏi cái nguồn điện phải ổn định. Nhưng đối với cái con này thì ưu việt của nó rất là nhiều. Thứ nhất là cái phần về phần kích thước và cân nặng thì nó rất là nhỏ gọn và rất là nhẹ, bê vác vận chuyển nó rất là đơn giản, lắp đặt nó rất là đơn giản. Cái thứ hai là ưu việt lớn nhất cái trên sử dụng cái mạch mạch class D đó là cái hiệu suất làm việc rất là lớn, và cái hiệu năng làm việc lớn, và nhưng mà nó lại sinh ra rất là ít nhiệt đấy. Và cái nữa là khi mà sử dụng những cái con nguồn sung thì cái kích thước nguồn thì nó rất là nhỏ gọn. Vì nguồn sung thì nó chủ yếu là sử dụng là những cái mạch điện tử, là mạch điện tử bán dẫn để mà tạo lên cái phần nguồn cho cái hệ thống làm việc. Và cái ưu điểm lớn nhất trên những cái hệ thống mà sử dụng nguồn sung ấy, đó là sử dụng nguồn sung thì nó là cái nguồn giải rộng. Ở đây em sẽ rút cái dây nguồn ra các bác nhé. Rút dây nguồn và các bác sẽ quan sát cho em là phần nguồn người ta ghi là điện áp từ 90V đến 260V. Thì đây là cái điều quý giá nhất, có nghĩa là điện giải rộng. Nếu mà trong trường hợp mà các bác sử dụng ở cái khu vực điện áp yếu đến xuống tận 90V hoặc là cao vượt lên tận 260V thì cái hệ thống thiết bị này nó vẫn hoạt động bình thường và hoạt động ổn định.
vì cái nguồn xung đó là nguồn automatic, nó tự cân chỉnh cái điện áp ra. Thì cái điện áp vào có dù có thay đổi từ 90V đến 260V, nhưng mà cái điện áp mà đầu ra để mà nuôi cho cái mạch công suất lúc nào nó cũng ổn định ở cái mức điện áp ghim sẵn của nhà sản xuất. Và các bác thấy đây, cái dây nguồn ở đây thì nhìn cái dây nguồn nó rất là chuyên nghiệp các bác nhé. Bình thường những cái sản phẩm đẩy khác thì nó cái dây nguồn nó sẽ gắn liền với cục đẩy công suất, nhưng mà con này thì nó sẽ có cái rắc nguồn, và cái rắc nguồn thì nhìn trông nó rất là chuyên nghiệp ở đây. Và tiện ở đây thì phần phía sau ở đây em cũng cho các bác thôi một số thông tin. Các bác sẽ thấy là đây là sẽ có hai cái quạt làm mát, hai cái quạt làm mát, và hai cái quạt làm mát này nó rất là đặc biệt ở cái chỗ là nó sử dụng cái mạch điều tốc. Mạch điều tốc là có nghĩa là như nào? Thì khi mà ở chế độ bình thường thì cái quạt này nó sẽ chạy ở cái tốc độ bình thường, làm mát bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng ở cái công suất cao, máy nó nóng lên thì cái quạt này nó sẽ được cái hệ thống sensor cũng như là hệ thống điều khiển, nó sẽ tăng cái tốc độ của quạt lên, làm mát nó sẽ tốt hơn. Đấy, nó rất là hay như vậy. Và cái tiếp theo là hệ thống đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra. Đường tín hiệu vào ở đây thì con này là con đẩy 4 kênh. Chúng ta sẽ có 4 đường tín hiệu vào và có 4 đường tín hiệu ra, riêng rẽ cho 4 kênh trong trường hợp mà các bác đánh ở chế độ sitter. Ở đây thì đường tín hiệu ra thì nó sử dụng là cái rắc calon các bác nhé, sử dụng cái xin lỗi các bác là sử dụng cái rắc lưu trích. Thì với cái rắc lưu trích này thì các bác thấy là nó nhìn trông nó rất là hiện đại và rút ra rút vào nó rất là dễ. Nó đây là riêng rẽ cho 4 kênh, ở trên là kênh 3, kênh 4 này, ở dưới là kênh 1 và kênh 2. Và bên đây là đường tín hiệu vào. Đường tín hiệu vào thì với mỗi một kênh công suất, ví dụ như kênh số 1 thì nó sẽ có hai đường là đường rắc calon đực và rắc calon cái. Thì trong trường hợp mà các bác sử dụng một cái rắc calon rồi thì cái lỗ còn lại thì chúng ta để lai sang cái cục đẩy khác. Thì trong trường hợp mà các bác sử dụng nhiều cục đẩy với nhau. Và ở đây thì các bác sẽ quan sát là em sẽ zoom lại cái phần ở đây. Các bác sẽ thấy là ở trên cái số kênh số trên là kênh số 3 và kênh số 4 thì nó sẽ có một dãy hàng công tắc này. Thì cái dãy hàng công tắc này là có nhiệm vụ là nó sẽ tác dụng ở trên số kênh số 3 và kênh số 4 này trong trường hợp mà các bác chuyển chế độ. Chế độ ở đây thì chúng ta có thể là chuyển sang chế độ là đánh sitter này, là đánh riêng rẽ, hoặc là các bác có thể là chuyển sang chế độ đánh molo, đánh molo. Và thêm nữa là mà công tắc số 3 và số 4 ấy để các bác chuyển những cái chế độ mà ngõ ra đường tín hiệu điện ngõ ra phù hợp. Để trong các bác trường hợp các bác sử dụng cái loa trở kháng là 8 ohm hay là 4 ohm hay là 2 ohm tùy thuộc vào cái loa của bác, để các bác đưa ra một cái hiệu quả làm việc âm thanh nó là tốt nhất, là hay nhất các bác nhé. Đấy là em nói sơ qua về phía phía sau. Và trên cái công tắc này và ở trên cái khu vực này thì nó đều có cái sơ đồ, nó đều có cái sơ đồ và người ta vẽ sẵn cho các bác, để các bác sẽ nhìn một cái sơ đồ đó để các bác gạt đúng cái phương thức để các bác sử dụng nó hợp lý nhất. Bên cạnh cái đường tín hiệu ra loa này cũng vậy, cũng có cái sơ đồ. Và ở đây thì và trên cái sản phẩm này thì ở đây thì nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng đi theo máy. Thì trên cái quyển sách hướng dẫn sử dụng thì nó sử dụng chung cho hai cái mã. Thứ nhất là cái mã SLA 4.15, và cái mã thứ hai là SLA 4.25. Thì trên hai cái mã này thì nó cái form dáng của hai cái sản phẩm thì nó giống nhau, và nó chỉ khác nhau về phần công suất thôi. Thành ra là cái cách sử dụng là thì nó sẽ giống nhau, thành ra nó sử dụng chung cái quyển sách này. Và trên cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì nó có rất nhiều những cái thông tin, và cái thông tin quan trọng mà nhất ở đây em muốn đề cập đến đó là về phần công suất. Thì cái phần công suất ở đây chúng ta đang đề cập đến cái mã là SLA 4.15. Thì với trong cái chế độ mà các bác để chế độ sitter, có nghĩa là đánh riêng rẽ 4 kênh, đánh riêng rẽ 4 kênh thì lúc mà và cái trở kháng nội trở của loa nó là 8 ohm thì chúng ta sẽ có 4 kênh công suất và mỗi kênh nó là 1500W. Đấy. Và 4 kênh công suất mỗi kênh là 1500W thì các bác thấy là cái con số công suất là rất là khủng rồi. Tiếp đến là khủng hơn, càng ngày nó càng khủng này. Đấy, nếu mà các bác sử dụng cái nội trở của loa nó là 4 ohm thì chúng ta sẽ có 4 kênh công suất nhân với mỗi kênh là 2250W. Và khủng khiếp hơn nữa là cái con này nó đặc biệt hơn những cái con đẩy khác là các bác sẽ nhìn cái trị số là 2 ohm này này. Bình thường những cái con đẩy khác thì nó chỉ sử dụng đến cái trở kháng nó là 4 ohm thôi, chứ hiếm cái con đẩy nào khác nó tụt xuống trở kháng là 2 ohm. Tụt xuống trở kháng 2 ohm nên các bác cảm tưởng như là cái dây loa nó bị chập ấy. Đấy, thì với cái mạch công suất con này nó rất là khỏe và rất là hiện đại thì nó sẽ đánh được cái loa trở kháng nó là 2 ohm. Thì cái loa trở kháng 2 ohm này là có nghĩa là trong cái trường hợp mà các bác cái đường công suất tín hiệu ra loa này này. Đấy, cùng một đường công suất tín hiệu ra loa nhưng mà các bác có thể là lắp rất nhiều loa mắc song song với nhau, thì lúc đó cái tở trở kháng của nó tụt xuống độ khoảng 2 ohm thì thiết bị nó vẫn hoạt động bình thường, vẫn sử dụng bình thường. Thì đó là cái ưu việt rất là hay, và đặc biệt là cái ưu việt này thì anh em sự kiện thì rất là thích. Để trong trường hợp mà các bác sử dụng đi làm sự kiện lắp nhiều loa, hoặc là các bác sẽ sử dụng những cái dàn a dây lắp nhiều loa mắc song song với nhau, thì lúc đó cái trở kháng của loa nó tụt xuống tận 2 ohm vẫn sử dụng bình thường, và lúc đó thì chúng ta sẽ 4 kênh công suất và mỗi kênh của nó là 4500W. Các bác thấy là một cái kênh công suất
rất là khủng luôn, một số liệu công suất rất là khủng luôn. Và phần ở đây chúng ta sẽ có phần cân nặng của cái sản phẩm này là 13 kg các nhá. Đấy là một số những cái thông tin trên cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Và ở đây trong cái bài test này thì em không đề cập đến phần test công suất, vì cái công suất con này nó rất là khỏe, với cái đống loa này thì nó không ăn hề gì với nó. Ở đây thì em chỉ test phần chất âm thôi. Và test cái phần chất âm ở đây thì em đang sử dụng một con vang số chỉnh cơ. Cái con này hiện giờ nó là con đang là hot nhất thị trường. Hôm nay em làm cái video này là ngày 16 tháng 11 năm 2022. Thì tại cái thời điểm hiện tại thì con này nó đang đứng đầu thị trường, đứng đầu về giá thành, đứng đầu về chất lượng, đứng đầu về chất âm. Đây là con này có nghĩa là hay nhất, đắt nhất và đáng sử dụng nhất. Nó là một cái hệ thống mà vang sử dụng, vang số, chip số, nhưng mà toàn bộ chỉnh bằng cơ, không cần máy tính. Rất là dễ sử dụng và còn dễ sử dụng hơn cả con âm ly. Thì có con này thì rất nhiều những khách hàng đã mua con này và phản ánh rất là tích cực, rất là khen ngợi về con này. Và bán rất là hot cái con này trên thị trường. Và cái con này thì các bác có thể là mua về để nâng cấp âm ly, hoặc là các bác mua về để lắp với những cái cục đẩy công suất như này thì âm thanh nó sẽ còn ngọt ngào hơn rất là nhiều. Ở đây thì với cái cục đẩy công suất này nó sẽ chia thành 4 kênh. Kênh số 1 và kênh số 2 thì em lắp loa full, và kênh số 3 và kênh số 4 thì em sẽ lắp là loa súp hơi bắt 50 các bác nhé. Và với cái công suất con này nó rất là khủng rồi, thành ra em sẽ không đề cập đến phần hôm nay là thử công suất, mà là thử về phần chất âm để các bác nghe cái phần chất âm nó hay hay không hay. Và với cái con này thì tiếng nó rất là sáng, tiếng bass rất là dày, và tiếng trung và tiếng chép rất là sáng và rất là bay tiếng. Ở đây thì em sẽ giới thiệu sơ qua các bác là phần về mặt trước. Phần mặt trước con này là nó size 2U và nó chiều cao của nó rơi vào tầm khoảng 9 phân, và cái kích cỡ mặt trước của nó là kích cỡ chiều dài mặt trước, nó là kích cỡ chung, dùng chung cho thế giới rồi. Và cái chiều sâu con này thì nó sẽ gọn hơn một số những cái con đẩy khác. Và đây em sẽ cho các bác vào cái thông tin về chiều sâu. Thông tin về chiều sâu con này thì nó phủ bì nó rơi vào tầm khoảng 37 phân các bác nhé, 37 phân. Đó, là rất là gọn. Thì các bác lắp vào những cái tủ thì là các bác sẽ không phải là phải cắt cái phần tủ đằng sau. Rất là nhiều bác khi mà lắp vào tủ thì đối với những cái con đẩy mà chạy cái nguồn cơ ấy, thì nó sẽ dài và nó sẽ sâu và phải xử lý cái phần tủ. Và cái con này thì nó rất là gọn. Và ở đây thì 4 kênh em nhắc lại là mặt trước là mặt phay nhôm màu đen này, thương hiệu là PS Audio, và trên này là có cái mã sản phẩm là con SLA 4.15. Ở đây bên em thì bất kỳ một cái sản phẩm nào khi mà xuất cho khách hàng thì đều dán cái tem này. Trên cái tem này thì có cái thông tin của cửa hàng cũng như địa chỉ cửa hàng, chúng như là ngày là tháng năm bảo hành cho các bác. Và cứ có cái tem này thì bên em sẽ đứng ra bảo lãnh cho các bác là hàng 100% là chính hãng, và sẽ có nhiều những cái ưu đãi khuyến mại cho các bác cũng như là cái bảo hành chính hãng. Ở đây thì có 4 kênh công suất, kênh 1, kênh 2 nhắc lại là kênh loa full, và kênh số 3, kênh số 4 lắp vào loa súp. Thì với cái kênh công suất ở đây thì mỗi cái chiếc áp này là sử dụng cái chiếc áp bi, các bác vặn nó rất là thật tay. Thứ hai nữa là mỗi một kênh công suất thì nó sẽ có cái cột đèn nháy, nó sẽ thông báo trạng thái hoạt động là nó sẽ nháy theo nhịp điệu của nhạc. Giữa này có một cái công tắc nguồn, và ở trên đây thì nó có cái màn hình hiển thị. Trên cái màn hình hiển thị nó rất là hay ở cái chỗ là chúng ta sẽ có cái thông tin về phần điện áp này. Các bác sẽ nhìn thấy cái điện áp AC là 208V. Đây ạ, 208V, và chúng ta sẽ có cái nhiệt độ ở bên trong máy là 36 độ C. Thông báo rất là hay ở trên cái màn hình hiển thị số này. Và trên cái chiếc áp này thì là chiếc áp bi vặn rất là thật tay, và các bác sẽ cân chỉnh tùy thuộc. Ở đây là sử dụng hai loại loa, thứ nhất là loa full là kênh 1, kênh 2, và kênh 3, kênh 4 loa súp. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc áp để chúng ta cân chỉnh cái nguồn tín hiệu ra nhạc ra, để nó hai cái loa đấy nó bổ sung nhạc cho nhau, nó đều tiếng nhạc. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái tiếng nhạc lên để các bác sẽ thưởng thức hệ thống âm thanh này. Và lưu ý cho các bác là cái sản phẩm con SLA 4.25 cũng như cái mã khác thì bên em đã có rất nhiều những cái video thấu diện thâu sâu hơn, kỹ hơn, và có cái video là tháo hoàn ốc máy để các bác quan sát cái cấu trúc linh kiện ở bên trong. Còn cái video này chỉ là cái video test hàng thôi, thành ra xin phép các bác là sẽ không tháo máy. Còn ở trên thị trường Việt Nam thì cái sợ nhất là cái vấn đề là hàng thật hàng nhái. Các bác lưu ý là trên thị trường thì sẽ có hàng nhái, và để mà phân biệt giữa hàng thật hàng nhái là chỉ có cách duy nhất là các bác phải tháo ốc máy ra, kiểm tra cái cấu trúc linh kiện ở bên trong để so sánh giữa hàng thật và hàng nhái các bác nhé. Còn cái form vỏ bên ngoài giữa hàng thật hàng nhái thì nó sẽ giống y xì nhau. Và mua ở bên em thì các bác hoàn toàn được phép tháo hoàn ốc máy ra, kiểm tra đúng cái hàng chính hãng, đúng như video quảng cáo, và các bác nghe cảm thấy hay, cảm thấy hài lòng thì các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên. Âm thanh ở đây em đang sử dụng con vang này, và con vang này em đang ở chế độ mặc định, không chỉnh bất kỳ một cái gì cả. Và các bác khi mà các bác thêm ở phần chỉnh nữa thì âm sắc nữa thì âm thanh nó sẽ còn bén hơn, còn hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây em sẽ để ở chế độ mặc định để các bác biết là cái âm thanh hiệu quả, âm thanh nó rất là ok.
Thưa các bác thì các bác nghe một đoạn nhạc thôi, nhưng mà các bác thấy cái giải âm, thứ nhất là giải bass thì tiếng bass rất là sâu, nó rất là khỏe và rất là chắc. Và cái tiếng trung và tiếng chép thì các bác thấy là cái tiếng nó rất là sáng, và tiếng tí tách, tiếng kẽo kẹt của loa nghe rất là phê tai luôn ở đây. Và ở đây thì tiện có hai bác khách cũng vừa đến cửa hàng là hai anh đang có nhu cầu lấy con vang không nhỉ? Anh lấy vang gì nhỉ? 330, lấy luôn một con vang 330 mới thôi nhỉ? Đây em thử luôn, anh lấy màu gì nhỉ anh nhỉ? Màu đen nhá. Lấy thưa các bác ở đây thì đang test một cái đơn hàng gửi đi bưu điện, thì vừa rồi có hai bác khách đã qua cửa hàng mà đang có nhu cầu lấy con vang số chỉnh cơ KBM330 bộ đồ. Nó là con này luôn các bác nhé, nó là con này luôn, nhưng mà em sẽ lấy một cái con mới ra để em giới thiệu cho các bác. Và đây là một con bóc hộp luôn các bác nhé, một sản phẩm bóc hộp luôn để em lấy em thử luôn cho các bác. Thì đối với cái dòng vang KM330 bộ đồ, em nhấn mạnh đó là một cái sản phẩm mà đáng dùng nhất trên thị trường hiện giờ. Nó là một con vang số chạy chip số, nhưng mà toàn bộ chỉnh bằng cơ, không cần máy tính. Các bác có thể là tự sử dụng, tự lắp đặt và lắp bất kỳ vào một cái đâu cũng được. Các bác có thể là biến những cái bộ mà âm thanh nghe nhạc thành bộ âm thanh hát. Các bác có những cái bộ dàn nghe nhạc, các bác lắp thêm con vang này để chuyển thành bộ hát karaoke. Hoặc là các bác có thể nâng cấp những cái âm ly mà nó bị hỏng những cái chiếc áp và nó vẫn còn tốt cái vế công suất, thì các bác sẽ lắp thêm con vang này vào và biến cái âm ly đó thành cục đẩy công suất. Ở đây thì em sẽ lắp cái con vang này vào các bác nhé, bật điện con vang lên. Và lưu ý ở đây là một cái sản phẩm mới bóc hộp, và tất cả những cái chiếc áp này đang ở chế độ mặc định 12 giờ hết. Và bây giờ em sẽ lấy cái nhạc là từ USB để thử cho các bác cho nó nhanh các bác nhé. Đây em sẽ lấy... đây các bác sẽ là nghe yêu em là vừa bóc hộp ra và để nguyên mặc định ạ. Ở đây thì vừa bật lên thì các bác thấy là cái đường súp, khi mà các bác bật thì các bác thấy là cân chỉnh giữa là loa full và loa súp. Hiện giờ em thấy cái loa súp nó hơi to một chút, thì em sẽ cân chỉnh cái phần loa súp xuống, nó nhỏ xuống một chút. Đấy, có nghĩa là nó có hai đường loa, là loa full và loa súp, thì thấy cái loa súp mà nó to quá thì các bác sẽ giảm cái loa súp xuống để chúng ta. Ở đây là chế độ mặc định ở phần máy phía trước, máy phía mặt trước là chế độ mặc định, còn em chỉ tham gia là cái phần âm lượng của loa full và loa súp để nó cho nó đều với nhau thôi. Đấy, mà các bác sẽ nghe cái tiếng nó rất là luột luôn. Thì thưa các bác là vừa bật nhạc lên thôi, vừa mở máy, vừa mở sản phẩm ở trong hộp ra và đưa ra bật nhạc, thì các bác nghe một đoạn nhạc thôi thì các bác thấy đã thấy thuyết phục rồi. Đấy, rất là ok rồi. Bây giờ thì em sẽ cắm cái mic và sẽ thử cho các bác cái đường tiếng mic các bác nhé. Lấy cái mic có dây nhỉ. Ở đây em sẽ sử dụng luôn một cái mic có dây. Ở bên em cũng đang bán cái sản phẩm này, giá rất là rẻ nhưng mà hiệu quả âm thanh cũng rất là hay. Mic này đang bán là 700.000 bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Và trong cái trường hợp này cái mic vào là em cũng cắm vào luôn và sử dụng luôn, không thể tham gia một chút gì về phần equalizer cũng như là phần hiệu ứng để mặc định. Còn rõ ràng khi mà chúng ta chỉnh thêm nữa thì nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều, nó còn luột là hơn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta để ở chế độ mặc định thì đó đã rất là ok rồi các bác nhé. Đây ạ. Các bác sẽ nghe cái phần âm thanh rất là hay luôn các bác nhé. Tiếng trung và tiếng chép rất là sáng, và em sẽ alo trong cái từ lô của em là có tiếng bass các bác nhé. Alo. Các bác thấy tiếng bass rất là đảm bảo luôn. Và cái nữa là cái phần hiệu ứng, các bác thấy là cái phần reverb vang nhại cũng rất là ok. Con này nó chạy chip số thành ra nó có phần hiệu ứng reverb, nó sẽ hơn những cái con vang cơ là không có hiệu ứng reverb, nhưng mà con vang số này thì nó có hiệu reverb và hiệu ứng thúc tiếng mic, thì các bác sẽ cái phần tiếng mic nó rất là ok hơn. Và cái nữa là nó có cái hệ thống mà bo mạch chống rú rít mic, thì các bác sẽ tăng cái chiết áp của mic lên để hát nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó không bị rít mic các bác nhé. Alo 6712. Ở đây hai anh có thử luôn không? Hai bác nghe thấy đã hài lòng chưa? Đã hài lòng đấy các bác. Đấy thấy các bác thấy nhá, là hai bác khách đây là em đang giới thiệu, và hai bác khách là vừa đến cửa hàng và ngồi thôi, ngồi một chỗ và em dở máy ra và chỉ cắm thử trong độ khoảng 2-3 phút thôi thì các bác đã gật đầu với sản phẩm này rồi. Và rõ ràng đây là một cái sản phẩm dòng cao cấp rồi, các bác sẽ không chê được với cái sản phẩm này. Thì em xin phép là ngừng cái video tại đây, và cũng đến cái giờ cũng muộn giờ đóng hàng gửi ra bưu điện rồi. Em nhắc lại đây là một cái vừa rồi là cái video chính là test cái con đẩy 4 kênh gửi cho một cái bác khách ở bên Đồng Nai, Long Thành Đồng Nai, là bác Bùi Văn Hải các bác nhé. Em xin ngừng cái video tại đây. Và để liên hệ với bên em, các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 để có một cái giá thành hợp lý nhất, giá thành hấp dẫn. Các bác lưu ý hộ em là đây là toàn bộ là cái hàng chính hãng, và cái giá thành không phải là em nhập về là em muốn bán bao nhiêu em bán nha các bác nhé. Em muốn công khai giá bán bao nhiêu là em bán, và cái giá ở cái công khai ở trên mạng ấy thì bị nhà hãng người ta quản lý để tránh cái trường hợp mà bán phá giá.
Thành ra là các bác muốn có cái giá hợp lý nhất, giá ok nhất, giá hấp dẫn nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng, hoặc là các bác để lại những cái bình luận, số điện thoại để bên em sẽ chủ động gọi điện cho các bác và sẽ có cái giá thành hợp lý nhất, giá thành ok nhất để cho các bác. Và liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và khi mà xem video thì các bác sẽ nhớ hộ em một việc là dưới mỗi đoạn video thì đều có nút đăng ký màu đỏ, các bác sẽ nhớ ấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh, và các bác sẽ ấn vào phần chia sẻ để chia sẻ video. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác, mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như chia sẻ thì phần nào đó các bác đã ủng hộ kênh của em, các bác đã giúp đỡ em, thì em rất là cảm ơn các bác và xin ngừng cái video để đóng hàng ạ. Ok, đóng không? Thưa các bác là cũng muộn giờ gửi ra bưu điện rồi, thì cũng rất là muộn rồi, cũng hơn 5 giờ rồi các bác nhé. Bình thường thì bên em thì trước 5 giờ thì phải gửi hàng ra bên bưu điện. Thì hàng ở đây thì các bác sẽ nhìn ngoài trời cũng tương đối tối trời rồi. Các bác sẽ nhìn thấy cái xe hàng ở bên em đây là những cái đơn hàng ship code ngày hôm nay sẽ đưa lên xe và gửi ra bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, em xin chào các bác nhé.